cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào bạn nhé, giờ sẽ là chi tiết tô màu nhé các bạn. Đang chơi à? Đang chơi mà sao mẹ đi mà đánh hay đấy. Em muốn chơi đâu? Mẹ đi mà đánh hay thế này. Em muốn chơi đâu? Đi trang nào thì tải lắm game. Mình đeo đi. Đọc qua hai trang này thôi mình có lướt sang bên này đâu mà biết đúng không? Ghê thật. Xóa cái file đi. Để FIFA làm được. Xóa cái BA đi. Con BA khả năng có... Không biết là có làm được không? Chưa có làm BA mà. Chưa có làm. Game nha.
Chiều mày lên lên cho thắng đi, 4 phút rồi đấy. Cho thắng đi là vừa. Em có biết chơi game đâu. Không chơi game không? Em không biết chơi cái này. Sao tí đây bây giờ nha. Cứ 4 phút là anh cho bộ này đứng im. Thế là sau em cứ di chuyển một con đấy đi lên đi đánh trụ luôn là được. Cứ 4 phút là anh bắt đầu anh cho đứng im là sau lên đánh trụ nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Hại người.
Tại tôi một sao nhắc lại.